Xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Vâng, trong video ngày hôm nay có một cặp loa rất là bình dân đưa lên để giới thiệu cho các bác. Đó là cặp loa 3 đường tiếng do Trung Quốc sản xuất. Đây là dòng loa sản xuất cho nội địa Trung Quốc và người Trung Quốc sử dụng. Nên là chất lượng âm thanh khá cao, đặc biệt là với giá tiền vừa phải, ngang với những cặp loa dàn mini. Cấu hình loa là 3 đường tiếng với một loa bass là 20 và một loa trung 10, một loa check dom từ lớn. Đây là cặp loa có phân tần và có bông tiêu âm nót ở bên trong khá là kỹ. Vâng, các bác chưa có điều kiện mua những cặp loa Nhật, loa Mỹ đắt tiền thì có thể dùng cặp loa này về để nghe nhạc. Trước khi quay chi tiết, em sẽ test qua một đoạn nhạc để cho các bác thẩm âm. Viết câu chuyện một chuyến bay đêm cánh bằng nhẹ mớn trên làn gió đời ngây thơ lại nhớ lúc mình còn thơ nhìn trời cao mà reo mà mơ ước như diều để níu áo hằng nga ngồi bên dãy ngân sống giữa lưng trời đôi khi nhớ chuyện đời mỉm cười thôi đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo đường mình đến nhàn du khắp tinh cầu trạch thương hai đứa giờ đây ở phương nào lâu lắm chẳng. Ok, và cảm nhận chất âm nghe khá là trầm ấm và êm tai. Tiếng bass đánh rất tốt. Vâng, mặt trước của loa đó là bóng như là màu piano. Thùng loa vân gỗ sẫm màu. Cái này lau sạch, lau bóng đi là nó cũng sẽ bóng hơn các bác nhé. Góc cạnh ok luôn. Cái này em chưa vệ sinh kỹ. Thông số chiều cao của thùng loa là cao 15,5, ngang 26 và sâu là 31. Và cao 55, sâu 31 và ngang 26 các bác nhé. Thùng loa khá chắc nặng. Và loa bass 20 màng kiểu carbon hơi màu xanh xanh gần cao su. Vâng, loa chung cũng vậy. Màng cứng kiểu như là dạng carbon gân cao su. Vâng, màng này các bác có thể vệ sinh thoải mái luôn. Lau nước hoặc là kỳ cọ vô tư luôn nhé. Đó, gần cũng vậy, gần rất là tốt luôn. Dẻo dai. Cho tiếng bass đánh chắc. Tình trạng là loa còn zin tuyệt đối. Đây các bác nhìn loa chung loa bass nó là zin luôn.
gân zin rồi là màng zin là bao zin cho các bác. Hàng nội địa Trung Quốc sản xuất là chất lượng cũng rất là cao, không như hàng trôi nổi ngoài chợ. Lò này không có e căng các bác nhé, lò này thiếu e căng. Đó, thùng loa vân gỗ sẫm màu. Hàng nội địa Trung Quốc có những dòng loa sản xuất là thùng rất là đẹp luôn. Họ làm bóng loáng như là màu pialo, nhìn rất là chất. Đây phía sau của loa, góc cạnh chắc chắn. Loa thiết kế kiểu hai cầu, nhưng các bác chỉ cần đấu ở phía trên đây là hát cả ba luôn nhé. Đó. Cầu loa bắp chuối chân đồng rất là chất. Lỗ thông hơi ở phía sau có màng bảo vệ. Và họ dán đề can ở phía sau. Và các viền loa, mép loa cũng được dán rất cẩn thận nên là rất là bền, không như những dòng loa Nhật để hở là rất hay bị nở do thời tiết ẩm mốc. Cái này vệ sinh các bác chỉ cần vệ sinh kỹ, lau đi là ok. Vâng, đây nội thất của cặp loa đây các bác nhé. Đây là loa bát đó, từ khá lớn, nhìn chất từ cũng biết đó là loa sản xuất tương đối là lâu rồi. Màng loa hơi xanh. Đây là loa chung với xương màu vàng óng. Và loa check từ lớn. Rất chất. Và đây là phân tần. Phân tần được bắt phía sau của cầu bắt loa. Có bông lót tiêu âm ở bên trong. Làm rất kỹ các bác nhé, không phải sơ sài. Tình cầu trách thương hai đứa giờ đây ở phương nào, lâu lắm chẳng gặp nhau. Bạn bè dù cách xa nào hay, tình mình chưa nói nhưng đã say. Dài nhân hỡi, khóe mắt em u hoài, theo tìm trong chuyến bay. Có người hỏi vì công ước mơ gì, vào đây em test nhẹ nhàng khi em mở lớn nên là bát đánh rất hay các bác nhé. Các bác phải ghép với âm ly đánh thoải mái luôn, bao cho các bác là cả tất cả loa vẫn còn hát tốt. Vâng, giá bán cho cặp loa là 850, giá cực tốt cho các bác về chơi, ngang với những cặp loa dàn mini. Và ưu tiên cho bác nào chuyển khoản hết nhanh gọn, bác nào thấy được thì liên hệ theo số điện thoại 0935668698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.